Rồi, xin chào cả nhà của Khang Luxury nha. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một MV2 Signature S. Thì em này giá chưa tới 70 triệu. Em này là bản steel, thép không rỉ ha. Đây, mặt sau của nó được phối với lại da bê màu đen. Đây, em này thì zin nguyên cây. Đó, dành cho những em nào mà mới vừa tập chơi V2S. Thì giá đang rất là tốt nha anh em. Thì mình đang mới vừa tập chơi V2 á, trước khi mình lên bàn khối mình có thể chơi trải nghiệm trước em này. Thấy hợp thì hãy lên bàn khối thì nó sẽ đỡ phí hơn. Đó. Mặt sau da bê ha, khung thì bằng tất cả những chi tiết này được bằng thép ha, thép không rỉ. Rồi anh em nào đang có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên Khang qua những cái số hotline bên dưới phần mô tả ha.